xôi luôn. Yeah.
thì I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue.
chi điều siêu hảo Lê Thúy cùng với ông xã Kim Tiên đó. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được thông báo Hải Phương Sân Khấu Chính sẽ bắt đầu buổi giới thiệu về because you're trying things, and they just want you to settle and keep you like this.
viên đều tự hào về sự giàu có với nền tảng giáo dục được cho là đúng đắn. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc của sự hào nhoáng ấy là những cảm xúc bị bóp nghẹt vì sao khác không thể thỏa mãn. Về danh vọng, tiền bạc tưởng chừng sẽ làm nên bức tranh hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là một sự tan vỡ sau ấy. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị trên sân khấu những người đã đồng hành và làm nên dự án ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu đạo diễn, nhà sản xuất phim kịch Nguyễn Ngọc Long, nhà sản xuất diễn viên Phương Lan trong bài Võ Thùy Dương, nhà sản xuất đại diện công ty ông Đỗ Quang Minh và bà Vũ Tuyết Lan. Xin mời. Chị Xuân Lan, chị có thể chia sẻ một chút thông điệp về bộ phim này và liệu đây là một bộ phim đầu tiên thì chị mong đợi điều gì trong bộ phim này, xin mời chị. Xin mọi người hãy xem phim bằng sự cảm thông, bằng sự rung động của trái tim. Và mọi người, Xuân Lan xin chắc rằng ai cũng có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau và chúng tôi sẽ có những câu nói rất hay là thế giác của hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng nỗi đau, nhưng có đau cũng là xứng đáng. Xin mời mọi người theo dõi bộ phim và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin mời chia sẻ của Nguyễn Ngân. Xin mời Nguyễn Ngân chia sẻ đôi điều về việc cơ duyên đến với bộ phim này và bạn mong đợi gì trong các bài diễn của bộ phim. Thì cơ duyên được đến với bộ phim này đó là nhờ nhà sản xuất gọi mời thì em cũng mới đến được với bộ phim này. Và đây là bộ phim tất cả mọi người trong ekip đã cực lực để hoàn thiện nó trong vòng 1.5 tháng. Mọi người đã phải lên Hạ Long, đã phải làm việc với cái thời tiết là 16 độ. Thì em mong là tất cả những cái sự nhiệt huyết của từng người trong đoàn phim có thể mang đến cho quý vị khán giả những giọt nước mắt và những nụ cười cùng với những nhân vật trong bộ phim.
Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, đáng lý là chúng tôi sẽ phải hỏi mỗi diễn viên của chúng ta một câu hỏi trước khi bước vào rạp chiếu phim. Tuy nhiên giờ chiếu phim của chúng ta đã bắt đầu rồi, nên chúng tôi xin phép cái phần hỏi và đáp ấy sau khi chiếu phim thì các diễn viên của chúng ta sẽ chia sẻ. Lần nữa, một tràng pháo tay để chờ đón các diễn viên của bộ phim Cái Giá Hòa Khúc. Và xin mời các chị chúng ta di chuyển vào bên trong rạp để xem xuất chiếu đầu tiên của bộ